Hello anh em, thì nay về cũng hơi trễ nên phi anh tí nước nước coi sở team có gì không rồi vô tiếp tục còn Mentor Santuri thôi. Thì tôi cũng đang muốn chơi con Core Keeper nè, thì thấy gần đây nó update khá là nhiều mặc dù nó vẫn đang Early Access, nó vẫn đang Early Access mà nó cho chưa có hứa thời gian cụ thể khi nào nó ra mắt nữa. Tôi cũng đọc hoài mà chưa thấy nó thêm thông tin gì, mà update thì nó update cũng nhiều lắm. Đây có cái roadmap luôn nè, thì hiện tại là họ đã đi đến bản 0.6 rồi nên cái roadmap này nó cũ lắm rồi, thì game đã ra mắt hơn một năm mà mới 0.6, vậy tầm giữa năm sau 2024 dự kiến khi đó thì mới bản đầy đủ thôi, nhưng mà chỉ là dự kiến thôi, cũng đang muốn chơi con này lắm nhưng mà chắc chờ thời gian nữa. Thể loại mà nhập vai sinh ủa mà sinh tồn mà có xây nhà đó, thì con AGK hình như là nó cũng là dời sang năm luôn rồi. Đây con AGK2 này Mày nó đã dời cho qua mà 2025 luôn rồi, nên trước mắt là trong năm nay cũng chưa có con nhập vai sinh tồn rồi đấy chưa, nên thôi chúng ta tiếp tục. À chiều thì tôi mới thử con này đây, mới vô thử 30 phút mà cái thời gian tôi tạo cái ạc cái là hết 30 phút nữa rồi, cũng mua luôn cái bản mà full DLC rồi. Thì con này là nó phức tạp một cách khủng khiếp luôn, cho đến giờ thì tôi mới đọc qua vài cái lore của nó quá khó đi, ngay cái bước câu tạo nhân vật là có vài trăm cách bui rồi đó, bui đủ thứ trên trời dưới đất hết, thậm chí vô cái cơ chế gameplay nó còn phức tạp hơn nữa, đúng là một dạng board game chuyển qua, nên giờ đang rất là phân vân không biết nó nên chơi không, tại vì khó quá cũng làm biếng chơi. Giờ chúng ta tiếp tục con Manta thôi, chứ em mờ rồi. Đây vô game thôi, con này thì mới đi được khoảng nửa chặng đường thôi còn lâu lắm, mọi thứ chưa đâu vào đâu cả. À tôi mới mà fix lại cái GTX đó, nên bây giờ coi thứ FPS nó ổn định không. Đó FPS anh em đang coi tám mấy nè, bây giờ tôi dùng cái GTX đó chỉnh lại. Đây nó đây, tôi thử cho nó xuống 60 rồi. Đó xuống 60 cái là nó lock luôn 60 một cách rất là gọn gàng nè. Tôi tắt cái ghi xin cái đó. Bật cái xin của cái màn này lên luôn. Đó, lock xuống 60 fps cái là nó chạy cứng 60 luôn. Rất là gọn. Thì cứ để đây thôi. Hôm gài thì tôi cài ngay cái bản lỗi, nên chơi game rất là ức chế nhiều cái. Thì hôm qua đã đánh xong con Asuka đây rồi. Khoan bây giờ mình làm gì nữa ta? Làm gì nữa tôi quên mất rồi. À chỗ này chưa đi được, giờ không nhớ mình đang làm gì ở đâu rồi, khi nào luôn biển chết rồi. Con kangaroo rồi đây, tôi không nhớ đi qua đây là đi đâu nữa. À, vẫn chưa mở được cửa này.
giờ thì quay lại, hình như là quay lại cái liều đưa cho ông già cái đồng xu hôm qua đánh boss. Tôi nhớ ra cái đồng xu cái gì. Bên trên nữa. Trên nó có đường nha. Không lên nổi. Tôi nghĩ là sau này có con bay xa mới lên được. Chứ hiện tại khó lắm. Đi đường dưới đó. Bình ở cái gì mana với gì game mana debuff sẽ tăng thêm 5% hiệu ứng. Cái bình này chiên cho mấy con debuff đó. Một cái trứng ba dấu chấm hỏi có nên thử không em? Mua ra hai luôn mặc dù không xài tới. Trời, gã gì? Gì cái con gì đây? Con này là hệ độc. Đi bút. Đi bút có thể tắt ra làm. Con này châm đi bốt luôn à. Chiêu này là chiêu lửa phá bốt, phá bốt hồi máu. Lấy điểm này cũng được nè, điểm này rất là ngon nè. Tôi chưa biết bui con này theo cái kiểu bút hay là gây đam đó, nhưng mà nó phải đánh nó mới gây điểm bút được nên chắc bui đam cho nó. Cái bên đây có hồi máu rồi nên chắc không lấy hồi máu bên phải này. 6 nhân 75 cộng 15% phép. Cái này 8 nhân 70 lận nên nó hơn rất là nhiều. Hồi máu thì có thể phá rất nhiều thứ luôn. Khi có siêu là gây 15 đam đó, con này đi với thêm siêu được rồi. Regen mana cho thêm. Con này điểm nào nó cũng mà ngon hết chứ. Hai điểm này cũng rất là ngon đó nè. Điểm này cũng ngon đó nè. Một điểm là hai điểm mà ba điểm mà 4 điểm là 5 điểm nè, 6 7 8 điểm 9 điểm. Vậy là phải cần cái 9 điểm rồi đó.
10 điểm. Con này rất là ngon luôn. Nhưng mà cái đội hình tôi không biết lắp vô con nào. Đam yếu ta cũng được. Con này hay lửa bút khiên, con này mạnh lắm, đam lửa mạnh lắm, bỏ ra không được. Goblin thì đủ ba con rồi, nhưng mà chắc tôi bỏ cái đội hình ba goblin luôn á, chỉ lấy một con goblin thôi. Con này có bút nhưng mà nó không ngon nè. Nên bỏ đội hình ba goblin đó. Siêu không dám lại để gì đi, khi nào gần mình đổi. Con cáp mô của tôi là cái con phế nhất này. Bây giờ tôi làm cái gì nữa ta? Bây giờ ghé thăm gia đình đó. Bây giờ ghé chủ tay le thôi. Đi thẳng lên quẹo phải. Mệt mỏi nha. Đây còn cái gương nữa nè. Ghé thăm gia đình coi có xin được quà gì không, nhà mình đâu ta. Mới đây mình vô được nè, vô đây làm cái gì, tôi mới chọn cái gì đó à, khiêu chiến mấy cái này vượt cấp thôi. Con này thì hai con yếu với khí, một con yếu với độc, mình chơi đem này luôn. Mình nào không nói 3-4 level nữa. Chỉnh nó né hết luôn rồi. Ủa đánh nữa hả?
chưa chết, con sâu đo nó chưa chết, nó muốn hồi máu rồi. Còn đúng chấm máu. Ôi đến không lại đâu. Được một tí phần quà. Trứng con nai huynh nữa. Trứng con Steam Golem. Nightwing hình như tôi có rồi. Con này thì nó chỉ kháng lửa thôi. Nightwing hình như là con này nè, con dơi nè. Đó. Con này chỉ bút siêu thôi chứ không có gì ngon hết. Bên đây là cái gì? À đây là cái chỗ gàng chứ. Chỗ này thử thách boss thôi. Là nhà mình ở đâu ta? Tôi chả biết nhà mình ở đâu luôn. Có khi nào là dưới cái tiệm mai không? Đó, hình như đây nè. Đó, lại được cho quà, con anh. Rồi, rồi, cái trứng còn quỷ. Mỗi 3 đòn thì sẽ 10% là cái ghét. Nhưng mà cái cung này để cho đem phép tăng máu. Qua bên thợ gàng ấy. Vẫn thiếu mất một trái xoài. Cái mũ này có thể lên 4 được nè. Cái hột này lên lên 3 đi. Lên 4 được luôn. Lên luôn. Tăng có 1% nữa. Nhưng mà nó rẻ nên cho lên luôn. Cái này lên luôn đi. Mũ phù thủy lên luôn. 15 thủ nữa không đáng nhiều. Cái hộp này rẻ mà. Cái nữa. Cái nữa luôn, ở rồi. Tôi còn ghi chuộng tăng chí mạng nữa. Cái này cũng ngon đó nè. Cái khung này cũng ngon đó nè. Này ghé lên luôn. Lên luôn, đỡ rồi. Cái fan này. Fan đó nên để đây, trường gấp. Từ xuống đây coi có mua được gì mới không? Mình lên gan cao hơn mà không lẽ không mua được đồ xịn hơn nữa.
hình như là chả có trái nào mới. Cái nữa này đi, cái Monte Bell nữa. Tôi nhớ lần trước nâng cái gì mà thiếu cái Monte Bell á. Đồ ơi, nó cộng sẵn cộng 4 luôn à. Cái gì mua trong đây đi, ép chi mất công không? Thiệt. Gibbon cộng 4 vừa máu vừa mana. Quanh nốt như phù tato này, con rồng đeo được. Cái này thì hợp cho con này hơn. Đây, liệu cao đanh này vô được không? Con nào hay bút chiên chiên bút không ta? Cái fan đua ga bút đúng tiêu rồi. Nếu bỏ nó chuyển nó qua hệ bút này bút là phải có bút khiên. Đây 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 đó, nó hợp rồi đó, đúng rồi, cái đội hình Goblin vẫn rất là ngon. Tôi coi lại cái này yêu cầu rồi đó. Tiến hóa một con rồng á. Thấy ở con đường mà dẫn đến sinh lát phía mà tay của cái động luôn kia, tay của cái động luôn kia. Tức là đâu đó đâu phải không? Khoan, tôi đọc lại lần nữa. Bếp, bếp trong làm tờ làm theo ghi rồi, bây giờ là nó đến cái chỗ kia rồi.
tôi lên cái hang động cái đó. Phía tây Blue Care là hình như chỗ này nè, hay là chỗ này ta. Tôi nghĩ chắc chỗ này thôi, cứ đi về cái hang động đó đi. Tiếng nhạc nghe nhức đầu quá. Nhạc bên này thì đỡ hơn tí. Đây, nghệ mộc. Đây, con này có skill mà phá cái khối kim cương nè. Có khiêu phá có kim cương mà tôi chả để ý luôn. Sót biết bao nhiêu cục rồi. Mấy gì đấy? Ủa, mấy chỗ này tôi chưa đi luôn đó. Sao mà vô đó được ta? Đây. Mình còn chỗ nào chưa đi nữa, mình mò cho ít thế nào. Cái hang này tôi bỏ qua nhiều quá. Cái gì đây? À, chả được khóa gì, đồ cùi. Mình ao đổ đây nhiều à. Bên này chả đi được, ở trên còn đường đó, đi thử đường trên đây, qua bên cái sân. Con này khó dòm quá, mấy con mèo này. Phủ Imana chỉ có đồ thôi. Phía trên bên phải những con đường, nếu tôi lỡ rồi tôi đi thử luôn. À, sau này có con cá mình mới vô đây được. Con cá bơi ngược dòng á. Chỗ này sao mà vô ta? Cái bên kia mới mốt tay le về đi đi. Giờ làm biến đi quá. Giờ tôi qua bên khu mặt trời đó.
người ta qua khu mặt trời rồi mới tới mà cái khu mắt ma, mà tôi đi hơi ngược, thành ra cốt truyện nó cũng ảo ma luôn. Đây, qua khu mặt trời đây. Thì có còn gì đứng đó nó cạnh mình rồi. Để mọc á, để mọc có con nào nãy tôi quên tôi rồi. Chơi luôn ba con này hay mọc á, nó yếu với nước và mọc kháng lửa. Ôi, sắp chết luôn rồi, chết luôn rồi. Tiếp gì? Đạp nó kinh quá nè mày. Trứng của con cá kiếm. Bà còn lên cấp luôn. Con này dạng như con mèo đó, đâm nó rất là mạnh. Đó, nó chém sát quyết rất là mạnh luôn. Thì gió, thổ và vật lý. Con này hên xui lắm, kiểu càng đánh càng mạnh á. Con này tôi chả biết nên đi đường nào nữa, lấy luôn cái điểm nước nào không ta. Đây, cái điểm này rất quan trọng đó nè, đánh rất là đau luôn, còn gấp liền phải lên cấp nữa mới được. Đây là vùng đất mặt trời. Đi hết cái phương ngang rồi về cái phương giữa đi xuống. Bỏ đi. Sau này mình có con kia mới bay nó được. Ba con bọ ngựa. Dưới với hệ mộc. Mình chơi luôn cái đội ngũ này. Nó chém cái sắp chết còn gấp liền của tôi luôn. Ôi
Rồi bay màu luôn. Cái này còn sát thương vật lý với ghét nữa. Cao quá à. Còn gấp liền tôi đang xài gì ta? Wow. Có khi cái này lên combo 4 rồi đổi qua nó có vẻ ngon hơn. Lao đam mạnh hơn những gói hồi mana nữa. Con này giờ nó yếu, ba goblin thì cũng hơi thọt, chắc nên bỏ con goblin này đi. Mẹ cái con này mình tiến hóa nó được nè, yếu gì lỗi thì yếu dưới nước nên chắc cứ lấy đội hình luôn á. Cái chiều chém khí không có nhiều đam gì. Nó bút đam quá rồi. Con này nó kháng nước hoàn toàn luôn. Đó có trứng nít kỳ nè. Con nít kỳ này là sau này nó tiến hóa được phát nữa, nó giống hệt như con cáp mô của mình đó. Con này máu rất là trâu luôn nha. Lấy chiêu độc nó vẫn ngon hơn, mà dính vô chiêu này mất điểm rồi. Mà thôi chắc tôi không chơi này đâu. Ủa con này con băng cũng hay con nước. À nó có đếm giờ. Mới mở tốc độ cao mới được. Không kịp là sao ta? Có con nào mà bắn nước xa sao?
mỗi con quỷ lên thôi. Không kịp là không kịp. Ê. Rồi rồi mỗi cái nón ông bà nó làm tôi khổ ấy. Bẻ muôn đi. Nước lửa khí hai con yếu với nước can lửa hai con luôn. Nó bị năm thiêu đốt luôn. Tụi nó đánh mạnh quá. Lên gì mà có 4 sao không được 5 sao nữa. Rồi bỏ đi kiếp đi. Cục tê le ở đây để làm cái gì ta? Nãy gì? Ở đây, đoạn bếp đây. Đó, cho mình Monto Bell nữa. Là mình đi nãy đi mua, tốn biết nhiêu tiền. Mấy con đâm xuyên à, mấy này như kháng lửa vậy này. Lửa phép đánh nó mới thấm, chứ lửa vật lý đánh nó cũng không thấm nữa. Con hai con tuần thứ ba một con nữa. Con Emoji này đánh tay rất mạnh mà. Để coi thử bộ khiêu nữa. Đây nó có cây xiên nước nè. Đam vật lý lửa
Vậy là 7% viết nữa, 7% viết ra 57 hả? Ít quá vậy. Khi nhận một bút nhận 30% thủ, thủ còn này có 100 mấy thôi, nhận 30% là 50 mà không thấm nhiều nhanh. Con này có đâm vật lý nè, đâm thổ nè, đâm nước luôn, lửa nước thổ là đủ hết luôn. Con này rất đa di năng nè, nó thiên hướng sang trường vật lý nè. Còn một điểm nữa, một điểm nữa, lấy điểm nào cho nó vậy đó. Tôi muốn đổi đội hình goblin quá, chứ goblin chơi hoài nó mau chán. Đổi đi, con này nó đang xài cái hộp không bốn luôn hả? Kunai cộng 4, mana regen 32, gỡ hết đồ luôn. Đổi qua con mới này đi. Bye. Con này thì không muốn bỏ, tại sao này nó bút khiên mạnh lắm. Còn sâu nó cũng mạnh nữa. Tại mình đang thiếu sát thương vật lý. Cầm tạm cái này đi, tí nữa có đồ đổi sao. Tí mana nữa ta, rồi tí phòng thủ đi. Tính ra nó có 287 à. Cùi với gì ta, mấy con kia 400, 500 như này. Con này mặc dù mana không cũng 400 nữa. Con này có boost goblin rất ngon nè. Đó, bút tới 15% tất cả các trang bị lận. Với mà cái điểm này tí nữa lên gấp, cái điểm này cũng rất ngon nè. Nên tôi không muốn bỏ đâu, có bỏ là tôi bỏ sau á. Sau thì nó có cái này cũng ngon rồi. Không, để bỏ cấp mô ra. Con này là con chính của tôi mà. Con chính mà lại bỏ nó ra sao ta? Con bán này, con này nó mới đúng nè.
con này bút chứ đi bút. Thôi giữ gì đi, chơi test sức mạnh yếu gì mà ba con này yếu như mọc hết, nên tôi sẽ cho con cấp mô đồ đi. Lúc lên thứ hai con này thứ ba khiêu lửa đầu tiên, khiêu mộc thứ hai. Cái này khiêu này con này mới level 2 là sao ta? Cấp màu sắp bảy màu luôn rồi. Bây giờ lấy cái điểm thảo khiên cho nó, cái điểm rất là quan trọng. Chưa đọc này level 2 rồi phải à. Yếu yếu làm sao? Ghét nào, cái ghét nào, mana gen, mana nào. Thủ mana nào. Con này máu hơi ít, có ngàn à. Ngàn ba, quá ít luôn chứ không hơi ít nữa. Đấm luôn. Vẫn là ba con yếu như hệ mộc. Kháng được lửa. Rồi lấy luôn đội hình này đi. Phát chết luôn rồi. Nhưng mà cái chiêu này là cái gì ta? Vì chảy máu à. Bút thử cái chiêu rồi. Quá khủng. Gì nữa đây? Mana rộng. Đâm lửa gây ra thì 15%. Khiếp gì hả?
Nói chung con sâu này là chính xác luôn rồi. Đây, nó là sinh ra để dành cho con sâu này luôn rồi. Không, mana gì ghen quan trọng, không bỏ được. Có bỏ là bỏ cái mana này nè. Tí nữa về mình sẽ nâng cấp cái này và thay vô. Tăng 40 siêu khi nhận một boost. Quên cái đồ này nữa chứ. Đây đi kiếm đường tele về nhà một phát thôi. Giờ quay lại đi tiếp cái đường kia có cục tay lẻ ở dưới. Đi giờ nó có cái đường, thấy gì không? Nhảy từ trên nữa. Tới nổi. Thử lần nữa không được rồi thôi. Gần tới, gần tới. Khéo khéo như thế chắc được á. Vẫn còn, rồi bỏ đi. Sau này có con bay lấy. Cái này nâng được nè, 3 tuổi 8 sẽ tắt nữa. Cái này cũng nâng được luôn, nhưng mà lên nâng mà có ai xài đâu. Hai vai tay hai nho rồi, ok. Hai vai tay phải hai nho, còn món nữa, tôi nhớ còn món nữa cho con kia là cái quái gì đó. Cũ với mana đều hết luôn. Nên nâng không vậy? Tự nhiên nâng cái đó lên cảm giác nó phí phí làm sao á. Ủa nó đâu tiêu vậy?
Đây. Mất 57 mana luôn á. Cũng được, cầm lại đi. Kata cộng 3. Kata cộng 3 nâng vô. Bây giờ là phai tây với nho. Nâng được nè. Cà ta với nho đúng không? Rồi ok. Ủa phải tay với nho. Nhầm. Một cà gót với một cái amon. Amon thì chưa có rồi, cà gót không biết có chưa. Bây giờ con thôi mai này bỏ người ta. Con này thường đam thôi cũng không có gì. Bây giờ đến lúc là buông bỏ rồi. Mấy con mà hệ bút vô. Đây. Đội hình mới của chúng ta. Cái cao đòn đúng rồi, cái cao đòn coi năng bằng gì. Hết thép rồi ta. Hai chiếc cà gót nó nâng được nè, để tôi đi mua luôn. Game mà thợ rèn nâng cấp dược phẩm bằng đồ ăn còn có 1.000 tiền à. Chơi cái này đúng không ta?
này đam tự nhiên, tức là đánh được mọi trường hợp luôn á, gây được điểm yếu luôn. Chắc tôi lấy cái này trước đi. Cái siêu này nó boost không ngon cho lắm, 400 cộng với là cái siêu đó là phải đi với cái khiêu này nè, cái khiêu bị động rồi đây, cái khiêu này nè 400 á, để tính rồi 420, 20, 40% thủ, thủ nữa là 163, 40% nữa là 60, 40% phép 80, 40, 80, 120, 120 với 400 nữa là 520, 520 con goblin này. Tám chục phần trăm của hai của là 270, tức là 200 nữa, cái này bút gây 700 lận. Con này bút gây 700 bút đó, 700 siêu luôn đó, chưa kể cái siêu nó còn tác dụng nữa nè. Con này siêu rất là ngon luôn, muốn nâng thêm một điểm này nè. Con cốc này đúng vế luôn, con cốc này chắc lấy kiểu này. Hệ thổ mà không cần nữa, hệ thổ con goblin này. Rồi lấy đại nó khi bút đi, phế quá. Con này thọt level hơi nhiều. Con này cho nó ăn mà biết với phòng thủ, cái nào cũng thấp cho người ăn ba cái hộp luôn. Ok, con này được 3 cấp luôn nè. Năm hết, còn cái này là 6 hết. Cái này 5 hết. Cái này bút siêu thôi. Đủ cái này hồi máu với siêu luôn.
được nhất cử lưỡng tiện. Tôi sẽ lấy một điểm này nữa. Rồi, chốt đội hình này cho ăn đấy. Mana với máu. Đội hình này thì bớt. Rồi đi thôi. Sao lên nó được ta? Đây chơi thử đội hình mới, nó yếu với nước, lửa và khí luôn. Nước lửa khí con này có đủ cả ba. Đây hai con cho con này đi đầu. Lửa khí nước lửa. Đây chơi thứ ba con này rồi. Cũng được, khá là mạnh đó. Chiêu hồi máu thì để dưới cùng đi. Tạo điểm yếu luôn. Chảy máu luôn. Quá mạnh, hai thôi. Bazuki ngon lắm. Con gắn với mà con voi. Bazuki là con voi. Con gắn hả? Con gắn này có chiêu cạp cạp đánh với mấy con độc nó ngon lắm. Khi mà bắt đầu tuôn á, nếu như có 4 boost á, thì nó sẽ tăng thêm 3 setup nữa. Con này đâm phép cho nó là boost được rồi. Vừa tăng vừa boost luôn. Con này rất là ngon. Nó có đâm nêu tôi gọn nữa nè. Nêu cho nè. Đâm tự nhiên á. Mù nữa cái gì? 35% cơ hội mít. Con voi này tăng đúng ngon luôn nha. Vui đâm phép thì xong rồi. Có chiều hồi máu. Đánh tay thì hồi được 25% máu tối đa. Hay là bọn thủ 25% máu, tôi nghĩ máu con này lên 3.000 là dễ. 3.000 lên 25% máu là cũng một 800 đến 1.000 máu.
Đây con này đánh tay bình thường rất là mạnh nữa nè. Con này điểm nào nó cũng ngon nha. Điểm này nó cũng ngon đó. Sao ta? Điểm này cũng ngon nè. Nếu phép nó lên 300 mà mỗi lần có một bút thì nó lại hồi được 150 máu cũng rất là nhiều nha. Con này là bôi phui máu vô nó rất là dễ luôn. Thử coi có cái nào cộng hết vào máu không. Máu nhiều mà thủ ít cũng không ổn. Không có đồ nào có máu vậy, cùi dữ thiệt. Rất tiếc là tôi không có đồ cộng máu nha nó. Tôi nhớ lúc trước có mấy món mà cộng 500 máu nữa mạnh lắm. Nên thôi, con này tiếp tục chuẩn bị đi. Dù rất muốn là nuôi dưỡng nó. Con nào mà phun lửa xa xa đó. Đó. Băng xa là có cái con này. Mana với Git. Mana với Git hả? Còn 4 giờ này. Đây mana với Git đây. Cái này ghét với mana gì ghen. Cơ hội ghét là 45% là cao đó. Út. Bây giờ nó yếu với khí và lửa.
Con sau ra trước. Con đầu người ta cuni lũ đảng lắm, nó dễ dàng. Làm đưa con sâu ra là sai lầm rồi. Sắp chết luôn rồi. Hoang mang không? Con debuff này nó cũng hơi yếu. What the fuck? Một hai, cái đầu là một hai, cái thứ hai là năm sáu, một năm. Một hai năm sáu một năm. Nó 6 cái rồi. Cái đầu là 1 2, cái thứ hai 5 6, cái thứ ba 1 5, rồi ok. Cái thứ tư 2 3, dễ còn xong luôn cả. Cái thứ năm 3 4, 3 4, cái thứ năm, cái cuối cùng 3 5. Ủa mà 4 6, rồi bây giờ quay lại coi 1 2. Ủa 3 4 cái gì ra luôn rồi. Ờ không, 3 4 là một hai ba bốn, bây giờ gỡ cái 4 ra
gỡ cái năm ra. Gỡ cái 4 hay gỡ cái 1. Gỡ cái 1 hay gỡ cái 3. Gỡ cái 5 2. Vậy bật 1 cái 5 chừa lại cái 6. Có sai sai chỗ nào vậy? Thực ra bật 1, 2, 5 là được rồi. Như ban đầu nó bật 1, 2, 5 rồi ra đó. Rồi bật cái 6. Xong. Lựu đạn nó làm cho nhiều cái vô á chứ thực ra nó không có khó. Cái gì đây? Nó lên được một tầng. Xuống đây coi ơi. Không lên nó được, sau này phải có con cá mới lên được. Cái này cũng vậy luôn, hoặc là nước nó rút xuống. Chỉ có một trong hai trường hợp đó thôi. Tôi qua đây tôi tiến quá cái con kia ăn cái. Con đó nó thành con gì ta? Đây đó hả? Ủa có khác quái gì đâu? Hai điểm yếu luôn. Con này hồi máu lỡ phá giáp địch. Năm mana rồi mỗi máu hồi nữa. Đây giờ tôi nào cũng hồi máu nha. Tốn điểm này vớ vẩn thiệt á, bỏ đi không chơi đâu. Bụi sao do nào nó lên thành con này rồi. Mana tối đa mỗi đòn 150 đao thì nó phải đánh nhiều đòn, 6 đòn mỗi đòn 150, thêm gần ca đam nữa, kinh quá vậy. Nhưng mà nó hột leo vào quá rồi. Ở đây
anh thương gia có bán gì không? Cây của bộ được nha. Mỗi đòn đánh nó gây độc với điểm yếu 2.5%. Nãy có con tăng á, rồi á. Rồi đây là hệ phép không được. Ủa? Hôm nay chả đi đâu được cái đầu hết, cần phải lên cao hơn á. Nước rút rồi nè, giờ mình xuống dưới được rồi đó. Gì vậy ta? Nước rút tầng nữa mình mới qua đó được. Gì đấy? Không mới nè. Đúng con mà trong Pokemon yếu với phép à? Ba con cuối mình ba con sẽ lương vật lý không à, ba con đầu mình ba con phép. Rùa nướng nè, độc nè, độc nữa nè. Chiêu này của tôi nó yếu dữ gì đó, nó level 1 còn cấm mô của mình nó yếu quá rồi nên chắc tôi thay nó luôn. Kame kìa, đúng là tên Kame luôn. Kame thằng ghét đam này. Con này là kiểu tăng thôi, đam hệ thổ, đánh tay rất là mạnh, đánh phán 450 nè, nhưng mà bút siêu siêu này bút cũng không ngon cái lắm so với siêu con goblin, đúng là anh chàng giật đi tiếp thôi.
cấp mô giờ yếu quá nên do con này vô đánh với con voi. Này thì vừa tay đỏ thịt nướng nè. Shinko Phantom á. À, con voi quên. Con này là tăng tí phòng thủ lên thôi, máu đứt quá. Giảm đam giống hay tăng phòng thủ thì nó đã khác rồi. Lấy ghét có nghĩa hơn đó. Ba con voi vậy, ba con voi này thì đều yếu với lửa hết, yếu với lửa thì đơn giản rồi. Đỉnh chí mạng đỏ trời đó. Gần chết. Nó bút với nó hồi máu rồi. Sáu sao luôn, vãi đái, được cái bụi tiến hóa luôn. Này sáu hit không thể né đam mà khí. Này đam thổ. Sáu hit không thể né. Để lấy tạm đi. Con này nó thấy không ngon rồi đó. Hình như cái này là phải tốc độ, tôi nhớ rồi. Nếu kịp.
khó nhảy vãi cả. Từ chỗ này nhảy lên được luôn, xong tới chỗ này, tới chỗ này rồi, ok hiểu rồi. Nó làm hai bên trên là chiều cao cho tôi, hiểu nhầm nhé. Đơn giản. Cũng là một kiểu giải đố đó. Yếu giấy phép nhà nước. Phép nhiều quá. Thì chơi bộ đôi này luôn. Không được sáng sao đâu. Bảy hay là năm, bảy phát thì mỗi phát 15 dùm đam. Phát hả? 7 phát nên lấy không ta? Phép mình là coi như là 381 đi. Tí nó lên 400 đi. Tí nó lấy cái điểm này là lên 400 rồi. 19 nữa là 400 vừa luôn á. Bây giờ cộng 35% của 400. Tức là 140. 140 mà mình đánh 7 phát. Ví như 140 là 804, 904, 908 như là ngàn, ngàn thì bên đây 5 điểm, nhưng mà có một cái làm yếu thì có cộng dồn cái nào không? Đổi cú ghét thì lên một sợi tắt. Đánh nhiều phát nó vẫn ngon. Đánh nhiều phát vẫn ngon hơn tí đâu. Điểm yếu đó thì cũng chưa chắc làm được cái gì. Điểm yếu đó thì địch nó chỉ đánh yếu hơn thôi. Nhưng mà tôi muốn tối ưu cái lửa này luôn, tại vì đội mình rất là nhiều lửa. Nếu lửa thì bỏ qua 50% vùng thủ mà rất là mạnh đó, về sau là tôi nói thủ dưới trời lắm. Nhưng mà đánh 7 phát 350 thì 375, nhưng mà chỉ có 5 phát rồi. Trước mắt lấy cái điểm này đi, còn sau này tôi nuôi nó cấp mô phế vật, con phế vật trả tới chủng ít lợi như tay em cả. Tỷ tỷ nó luôn.
con này tôi chả biết bui nó theo cái kiểu gì được. Gần level 30 nhưng mà nó phế vãi rồi. Đam thổ cũng chả cần đó. Đam tự nhiên mà nó lại thêm vật lý cũng chả cần nốt luôn. Bây giờ chắc bôi luôn cái đường boost cho nó rồi. Rồi, cứ mà báo 2k7 thủ trăm mấy cũng đỡ đỡ. Rồi, lại tốc độ. À, hiểu rồi, không cần mở ra hai. Cái gì vậy? Tôi nằm biến dẻ rồi đó nha. Với vải bên đây giờ còn nữa nè. Khốn nạn, tôi bắt mình thử bao nhiêu lần mới được đây. Nhưng mà cũng không khó lắm, tại vì nó quy định cái bên phải là cái bên phải, cái trên là cái trên. Mà mình cần bây giờ cần làm cái gì? Đơn giản vậy thôi đó hả? Cũng không cần quá. Bệm luôn, không có ngán con nào nữa hết. Lửa với khí hả? Cái tem hệ lửa của mình đầu tiên. Chơi luôn. Tôi nghĩ để gì hợp lý hơn. Ba con dưới này với lòi rồi. Rồi cứ kệ nó đi. Cái gì? Boss hả? Nó kháng nước, kháng mà khi nó lại yếu với cái mặt đó là tôi chả biết cái gì luôn.
kháng nước, kháng khí. Nó đâm rồi đâm nước. Chơi an toàn thì có thể chơi đội hình này. Không, nó gây đâm nước thì con goblin đầu tiên có thể chết sớm lắm. Hoặc là chơi thường công luôn đi. Thần công luôn. Không ngán. Sắp chết con đầu rồi. Rồi bay màu. Cũng được 3 tuần mà có 3 sao à. Ba trăm bảy mươi lăm thì 303 lấy ghét đi. Nó lên một tầng nữa rồi, ok. Yếu dưới nước và khí. Quỷ đó người ta cu ni. Bài màu luôn đi. Sắp chết luôn rồi. À đường trái kia rồi, chế dâu rồi. Bây giờ tôi đổi level 30 thôi. Lên 30 rồi mình phải lấy 3 điểm nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Nên 8, 29, 30 là tôi không có tăng điểm nữa. Này tính ra tăng được cái 5-7% à. Sao ta?
lấy cái này cũng được, lấy điểm này nữa, còn lại nuôi cái điểm dư hết đi, tiếp tục chờ 30 đánh thôi. Cái này nó cao dữ sần lên, bên này lên được. Còn phải kiếm một cái lẫy nữa. Chém bằng bọn ngựa luôn, thấy ghét. Bằng bọn ngựa này yếu dư khí hết phải không? Yếu dư khí lấy bên đây. Còn thứ nhất, còn thứ hai, còn thứ ba. Thử khiêu này cái đó, nó boost nửa cây siêu cho đồng đội luôn á. Tính gì cũng được 5 sao nữa. Đam cộng với Git Đam. Chưa đi được cho lắm. Tôi nghĩ nó nằm từng trên thôi, từng dưới nãy mình đi rồi. Không có cái nào ở đây hết là sao ta? Một con yếu với nước, ba con yếu với lửa. Vì đội hình này ra được luôn. Đánh gắn nhất đi. Trời, con gắn gì chết nữa. Con này không cần chờ lên cấp. Cái gì sao mà lên ta?
không thấy đâu. Nếu vậy thì chỉ có những con bay cao mới lên được cái chỗ này thôi. Thậm chí rớt xuống cũng chỉ có thể là nhảy được lần một. Đó, rớt xuống cũng không thể nào qua được. Nói ra nó lừa mình. Nói ra nó lừa mình. Lừa đảo, bẻ mười mày luôn, lũ lừa đảo. Còn một tầng nữa. Qua đây gạt cái này chắc là nước ở dưới nó thụt xuống. Đó. Rồi thôi, hôm nay nghỉ về đây thôi. Đau đầu quá à. Hôm nay đi làm gì trễ nữa. Rồi, bye bye anh em.